cơm ngon ngọt. Quá là tuyệt vời, không chê điểm gì. Ngon. Lâu lắm mới ăn lại. Những ngày đầu xuân năm mới, chùa Ba Vàng đón hàng trăm nghìn lượt du khách từ khắp mọi nơi nô nức về chùa du xuân, lễ Phật, với mong muốn mọi người về chùa tham quan, vãng cảnh ai cũng được vui vẻ và đảm bảo sức khỏe. Được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, hàng ngày chùa Ba Vàng đều chuẩn bị những suất cơm chay miễn phí để phục vụ cho bà con nhân dân về chùa dịp đầu xuân. Những suất cơm không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương từ trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tăng chùa Ba Vàng, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng nói riêng và Phật tử chùa Ba Vàng nói chung. Sau bao nhiêu ngày Tết ấy, mình cứ ăn thịt thì ăn giò nhiều, ngày về ăn cơm chay mọi người thấy ngon đấy. Đoàn cô có những anh chị ăn hết một suất rưỡi vào con xin thêm cơm. Vâng, ăn rất là ngon luôn. Em thấy ấn tượng nhất ở đây là cái món củ cải. Rất là thơm, rất là ngon. Và nhà em ạ, cần mà một tập thể với đoàn kết lắm thì đi quán ăn ngon như này. Em bé nhà chị cũng rất là thích. Các con được lên đây là được ăn cơm lắm, vui mừng. Vâng. Của chùa rất là ngon. Đây là cái lần thứ hai anh xin rồi. Vâng. Lần thứ nhất anh ăn hết một cái ngon quá, anh lại quay lại anh ăn. Xin chào nữa. Vâng. Đặc biệt trong ngày khai hội xuân Quý Mão vừa qua, hơn 50.000 người đã về chùa Ba Vàng dự lễ. Với số lượng người về lớn như vậy, nhà chùa đã chuẩn bị hàng vạn suất cơm hộp với nhiều món ăn hấp dẫn, thơm ngon và hoàn toàn miễn phí trao gửi tới bà con nhân dân. Mong sao mọi người dự lễ khai hội được vui vẻ, phấn khởi, được nhiều điều tốt lành. Thực ra cô cũng đi chùa rất là nhiều, nhưng mà cô ít ăn cơm trong chùa lắm. Mà không phải là chùa nào cũng làm được như là chùa Ba Vàng, không phải chùa nào cũng làm được như vậy. Để mà làm được như thế này thì cũng mất rất là nhiều công sức, và tất cả mọi người đều phải là thực sự là phải có tâm, mọi người biết hy sinh và làm được những cái điều rất là tốt như thế này. Để ăn một đĩa cơm như thế này, bọn cô cũng thực sự rất là trân trọng. Rất là trân trọng tình cảm của nhà chùa đã làm nên cái bữa cơm ngày hôm nay, cô ăn cảm thấy rất là trân trọng, rất là ngon miệng, rất là vui và cảm thấy rất là thoải mái luôn, rất là thoải mái. Từ nhân duyên này, hy vọng nhiều người được kết duyên lành với Tam Bảo, hướng tâm đến những điều thiện lành, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.